Chào mừng quý vị đã đến với kênh của Rural Living Canada hay là Cuộc sống Điền viên Canada. Mời quý vị bỏ ra vài phút cùng Thủy đi dạo con đường quê vào mùa thu ở Canada ngập lá vàng. Hôm nay Thủy xin gửi đến quý vị cách lấy ra cái ruột của hột bạch quả sau khi mà mình đi hái trái bạch quả về. Bạch quả là một trong những loài cây sống lâu đời nhất, có niên đại hơn 200 triệu năm. Đây là một loại cây bản địa của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và cũng đã được trồng ở châu Âu từ khoảng năm 1730 và ở Hoa Kỳ từ năm 1784. Bạch quả hay là ginkgo là một trong những loài thực vật lâu đời nhất trên thế giới và loài duy nhất còn sót lại của họ Ginkgosis ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Cho rằng ginkgo bạch quả đã tồn tại từ thời khủng long. Cây cối hiện đại hầu như giống với các mẫu vật hóa thạch từ ít nhất 100 triệu năm trước. Sự so sánh này có thể được nhìn thấy trong phòng trưng bày về thời đại khủng long của James và Louis Timothy tại bảo tàng của ông Trudeau ở Toronto. Trong hàng trăm năm, bạch quả đã được trồng như một loại cây thiêng trong khuôn viên các tu viện Phật giáo ở Đông Á. Nó được trồng lần đầu tiên ở Bắc Mỹ ở thành phố Philadelphia vào năm 1784 và hiện được trồng trên toàn thế giới như là một loại cây cảnh. Về tuổi thọ thì ginkgo có khả năng sống vài trăm năm. Một số mẫu vật ở Trung Quốc được cho là ít nhất 400 năm tuổi. Bạch quả không kết trái mà là một loại trái cây thực sự, là một cái hạt có lớp vỏ bọc ở phía bên ngoài giống như là trái. Đây là cái trái bạch quả còn ở trên cái nhánh cây. Cái này là khi mà hái trái là Thủy đã hái luôn cái nhánh để giới thiệu đến quý vị. Đây là lá, nhánh và trái của cây bạch quả. Cái hột bạch quả nằm ở trong cái trái như thế này. Đây là cái trái chưa có gỡ cái vỏ ngoài để lấy hột ra thì nó rất là có cái màu vàng óng ánh rất là đẹp. Nhưng mà cái trái này gọi là cái trái nhưng mà nó là cái hột. Và cái vỏ ngoài này không có ăn được nha quý vị. Cái vỏ ngoài này là không có ăn được nha quý vị. Quý vị đừng có ăn nó, tại vì Thủy không biết là nó mùi vị như thế nào, nhưng mà theo sách vở thì được cho biết là không nên ăn cái vỏ ngoài của cái hột bạch quả. Theo nguồn gốc thì cái tên ginkgo có nguồn gốc từ hai tiếng Nhật là gin nghĩa là bạc và ko nghĩa là quả mơ, đi kèm với biloba là nói về lá. Cho nên quý vị thường nghe nói là thuốc uống để giúp trí nhớ, gọi là ginkgo biloba. Con người sử dụng cái phần trong của cái trái cái hột bạch quả, và khi từ cái trái như thế này thì quý vị lột cái vỏ ra thì nó còn lại cái hột ở trong, và cái vỏ như thế này thì nó rất là cứng, khó có thể mà
lấy cái ruột nó ở trong ra lắm. Cho nên khi mà đã lấy được cái hột này như thế này rồi thì quý vị rửa sạch và cho vào một cái chảo rang khô trong vòng 5 tới 10 phút thôi. Khi quý vị rang khô thì là cái vỏ ngoài nó sẽ rất là giòn. Lúc đó quý vị chỉ dùng một cái chày nhỏ đập lên cái vỏ đó là có thể mở nó ra được. Và khi quý vị mở cái hạt ginkgo ra rồi thì cái ruột nó như thế này. Cái ruột nó như thế này. Nếu mà để như thế này thì quý vị có thể sử dụng trong vòng một vài tuần. Nếu quý vị muốn sử dụng lâu hơn thì nên luộc cái ruột này với nước muối để ráo và bỏ vào tủ đông lạnh. Phần bên trong của hạt bạch quả sử dụng trong có thể dùng để nấu súp hoặc rang như một cái món đậu ăn nhẹ vậy thôi. Gỗ của cây ginkgo thì không có giá trị thương mại. Những cái chất mà được lấy ra từ bạch quả được sử dụng có mục đích y học là nói đến cái chuyện nổi bật nhất là giúp trí nhớ. Mặc dù chưa có được chứng minh một cách thuyết phục rằng bạch quả có hiệu quả trong vấn đề này. Về giá trị dinh dưỡng thì hạt bạch quả rất là bổ dưỡng và hầu như là trong cái hạt bạch quả nó không có chất béo. Hạt bạch quả chứa thiamin, niacin và phosphor. Người Trung Quốc và Nhật Bản đã sử dụng chúng trong y học dân gian từ thời cổ đại cho đến bây giờ. Chúng có thể làm giảm cơn ho và có tác dụng trị đái dầm. Hạt bạch quả có thể gây độc nếu mà quý vị ăn với một số lượng rất nhiều. Trẻ nhỏ có thể bị ngộ độc bởi MPN là bốn thứ của methoxy reduction, còn được gọi là ginkgo toxin. Ăn hạt ginkgo luộc sẽ an toàn hơn là ăn sống. Một số người bị dị ứng với các hóa chất được tìm thấy trong lớp bọc bên ngoài của hạt bạch quả. Vì vậy, cần phải đeo găng tay khi hái và chuẩn bị hạt để tiêu thụ. Các ứng dụng khác là hạt bạch quả có thể ăn được một mình với số lượng nhỏ và nấu súp, nấu chè với hạt sen, món hầm và các món xào. Hạt bạch quả sẽ để được lâu hơn nếu chúng được để vào trong ngăn lạnh. Trước khi để vào ngăn lạnh thì quý vị luộc với nước muối, xong để ráo rồi vô bọc và bỏ đông lạnh. Quý vị nào mà có cơ hội đi hái được trái bạch quả thì đây là cách để quý vị chuẩn bị cho hộp bạch quả để mà sử dụng trong việc nấu nướng của mình. Cảm ơn quý vị.